Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyên mục được phát sóng thường kỳ vào tối chủ nhật hàng tuần. Mở đầu chương trình là mục theo dấu thư bạn xem truyền hình. Chúng tôi có phóng sự xác minh đơn thư của bà Nguyễn Thị Lịch, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu. Và cuối chương trình là mục thông báo chuyển đơn thư công dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, Ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của bà Nguyễn Thị Lịch, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu. Nội dung đơn phản ánh về việc năm 1992, Ủy ban nhân dân xã Hàm Tử có cấp cho gia đình một giấy biên lai đất thổ cư 200 m². Song đến nay gia đình vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất. Phóng viên chuyên mục hộp thư bạn xem truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã có cuộc tiếp xúc với công dân và đại diện Ủy ban nhân dân xã Hàm Tử để làm rõ nội dung công dân đề nghị. Tại buổi làm việc, bà Lịch cho biết, gia đình bà đi làm kinh tế mới ở Tây Nguyên. Đến năm 1983, có về quê sinh sống và ở nhờ nhà bà ngoại. Một thời gian sau, chuyển ra ở nhà mẫu giáo của thôn. Năm 1989-1990, vợ chồng bà Lịch xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp được giao. Năm 1992, sau khi gia đình được tách hộ, Ủy ban nhân dân xã Hàm Tử lúc bấy giờ đã cấp cho gia đình bà một hóa đơn cấp đất thổ cư có diện tích 200 m² và bà đã đưa cho ông Nguyễn Văn Quảng, khi đó là trưởng thôn, để thông báo với địa chính xã về đo đất cho gia đình. Nhưng từ đó đến nay, gia đình bà chưa được đo giao đất. Gia đình bà vẫn sống trên diện tích đất đó. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Hàm Tử đã lập danh sách các hộ làm nhà ở trên đất 03, trong đó có gia đình bà Lịch. Nên xã, ông Dũng ông cấp giấy cho là nhà tôi mang về bảo đây nhà mình có đây, nhưng ngày xưa là nó không có photo, nó chỉ có giấy in người viết là cái giấy giấy tham. Thế thì nhà tôi cầm về bảo thế thì bác Dũng, chú Dũng đi bảo là mang lên để ông Quảng. Thì mang lên ông Quảng, khi sau khi nhà tôi đi vắng một cái, tôi lên đòi, thì ông Quảng đã chặn đòi. Ai đưa cho ông Quảng? Chồng tôi, nhưng bây giờ chồng tôi chết rồi, thì bây giờ ông cãi trắng là ông bảo không cầm. Làm việc với phóng viên, Ủy ban nhân dân xã Hàm Tử có mời ông Nguyễn Văn Quảng đến làm việc cùng bà Lịch. Sau khi nghe ý kiến của bà Lịch, ông Quảng cho biết. Thì tôi không cầm cái gì về giấy tờ của bà Lịch, kể hóa đơn, kể các biên lai, mọi giấy tờ liên quan đến thổ cư như bà là tôi không biết. Theo như bà Lịch cho biết, năm 1992, gia đình bà được Ủy ban nhân dân xã Hàm Tử cấp cho một hóa đơn cấp đất thổ cư. Tìm hiểu hồ sơ lưu trữ các giấy tờ liên quan đến vấn đề công dân phản ánh, đại diện Ủy ban nhân dân xã Hàm Tử cho biết. Từ khi tôi lên làm địa chính là từ năm nay là 23 năm, chưa bao giờ tôi được quản lý là cái bà Lịch này có cái đất ở. Biên lai thu tiền thì bà Lịch lên ủy ban trình bày thì bà Lịch cũng có nói là cái hóa đơn ấy năm 92 đưa cho ông Quảng lúc bấy giờ làm trưởng thôn. Thế nhưng lúc bấy giờ không phải là bà Lịch đưa và là chồng bà Lịch đưa. Thế nhưng mà làm việc với ông Quảng và hôm nay ông Quảng ngồi tại đây thì ông Quảng khẳng định là chưa bao giờ ông Quảng cầm cái hóa đơn của bà Lịch. Và tất cả chúng tôi là làm việc thì cũng chỉ bà Lịch nói bằng mồm thôi. Còn thể hiện trên hồ sơ thì chúng tôi không nhận bàn giao bất kỳ một cái hồ sơ giấy tờ nào liên quan đến ủy ban năm 92 cấp đất cho nhà bà Lịch. Cho nên chúng tôi không có căn cứ để đề nghị cấp giấy chứng nhận cho nhà bà Lịch được. Trở lại vấn đề công dân đề nghị về việc gia đình đã được cấp hóa đơn cấp đất thổ cư nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Tìm hiểu về nguồn gốc mảnh đất của gia đình bà Lịch đề nghị được công nhận là đất thổ cư tại bản đồ số 299 đo đạc năm 1987 của xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, thì phần diện tích đất gia đình bà Lịch đang ở thể hiện là đất do Mậu. Nguồn gốc cái chỗ bà Nguyễn Thị Lịch đang sử dụng thì theo hồ sơ 299 là đất trồng cây hàng năm. Và sau đây chỉ thị 299 thì thực hiện nghị quyết 03 thì cái diện tích đất này được cộng vào quỹ đất để chia theo tiêu chuẩn đất 03. Thì nhà bà Lịch được sử dụng cái diện tích đất đấy trồng cây hàng năm. Nhưng trên thực tế thì gia đình bà Lịch đã làm nhà ở trên cái diện tích đất này. Thì xã chúng tôi đã liệt kê vào cái danh sách, tức là vi phạm 93A. Thì ủy ban dân xã
phối hợp với lại phòng tài nguyên và môi trường của huyện thì cũng đã tổ chức giải quyết và trả lời bà Lịch năm 2019. Căn cứ vào các cái quy định thì cũng đã trả lời bà là cái thửa đất của bà là không đủ điều kiện để làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận. Vì lý do hồ sơ 299, hồ sơ VLAP và sổ sách chia ruộng 03 của thôn An Cảnh thì đều thể hiện là cái thửa đất đó hiện nay là đất màu và là đất trồng cây hàng năm và là đất chia tiêu chuẩn 03 của gia đình bà Lịch vào thửa đất đó. Do vậy là không thể làm đề nghị cấp giấy chứng nhận cho gia đình bà được. Như vậy diện tích đất gia đình bà Lịch đang sử dụng là đất được giao theo tiêu chuẩn 03, thể hiện là đất trồng cây hàng năm và hiện nay theo hồ sơ lưu trữ tại địa phương thì không có bất cứ tài liệu, giấy tờ nào chứng minh được việc gia đình nhà bà Lịch đã được cấp đất thổ cư. Thưa quý vị và các bạn, ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có phiếu chuyển đơn thư của những công dân sau đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đơn thư công dân Đỗ Đức Nghiêm, xã Đông Kết, huyện Thuận Châu, chuyển đến Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Thuận Châu. Đơn thư công dân Trần Hữu Trung, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, chuyển đến Tòa nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đơn thư công dân Đinh Quang Xê, xã Thiên Cảo, huyện Tiên Lữ, chuyển đến Ủy ban dân huyện Tiên Lữ. Đơn thư công dân An Đình Nhàn, xã Đại Hưng, huyện Thuận Châu, chuyển đến Tòa nhân dân huyện Thuận Châu và Ủy ban dân xã Đại Hưng, huyện Thuận Châu. Đơn thư công dân Vũ Đình Cường, xã Hòa Phong, thị xã Ninh Hòa, chuyển đến Tòa nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đơn thư công dân Nguyễn Xuân Phiến, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử, chuyển đến Ủy ban nhân dân huyện Phù Cử và Ủy ban nhân dân xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử. Đơn thư công dân Lê Thị Thu, xã Đông Tảo, huyện Hoài Châu, chuyển đến Ủy ban nhân dân xã Đông Tảo, huyện Hoài Châu. Đơn thư công dân Trần Xuân Biển, xã Vũ Xá, huyện Kim Động, chuyển đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên. Đơn thư công dân Hoàng Thị Quỳnh Giao, quê quán xã Việt Hòa, huyện Khói Châu, chuyển đến Tòa nhân dân huyện Khói Châu. Đơn thư công dân Bùi Tá Linh, thường trú xã Phùng Hưng, huyện Khói Châu, chuyển đến Công an huyện Khói Châu và Ủy ban dân huyện Khói Châu. Đơn thư công dân Đỗ Thị Nhanh, thường trú xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, chuyển đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên. Đơn thư công dân Chu Văn Nguyên, thường trú xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, chuyển đến Ủy ban nhân dân xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ. Đơn thư công dân Đào Mạnh Tường, thường trú xã Mai Động, huyện Kim Động, chuyển đến Ủy ban nhân dân xã Mai Động, huyện Kim Động. Đơn thư công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Hùng Phát, trụ sở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, chuyển đến Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi. Ban biên tập có phiếu chuyển đơn đến các cơ quan chức năng và khi nào nhận được ý kiến trả lời, chúng tôi sẽ thông tin trên sóng của đài để quý vị khán giả được biết. Thưa quý vị và các bạn, để thuận tiện cho việc tiếp nhận đơn thư cũng như ý kiến của công dân gửi đến Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên, Ban biên tập hộp thư đã thiết lập một số điện thoại do phóng viên Phạm Lan trực tiếp quản lý. Quý vị và các bạn cần thông tin, phản ánh, gọi điện đến số máy 0989 209 326. Tôi xin được nhắc lại là 0989 209 326. Chương trình hộp thư tuần này của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.